Mỹ phẩm trợ đạo phải thực hành theo thứ tự được nêu hay là thực hành cái nào trước cái nào sau cũng được hả sư? Bởi vì thực hành 37 cái cùng một lúc với người sơ cơ gần như không thể thực hiện được. 37 phẩm trợ đạo đó được chia ra làm 7 7 nhóm. Thành ra có nơi được dịch là 7 7 nhóm giác ngộ. 7 nhóm giác ngộ. Đó là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Thì khi mà chúng ta thực hành cái này đó, nó cũng là thực hành cái kia. Có nghĩa là bảy cái đó chỉ là bảy cách gọi khác nhau thôi của cùng một việc. Ví dụ như thằng Tèo ở nhà nó khi mà ba má đẻ ra thì người ta gọi nó là Tèo. Bạn bè thì khi mà lớn lên làm giấy tờ thì nó tên là Nguyễn Nguyễn Văn Hùng, ví dụ như vậy. Đấy. Rồi đến khi mà nó đi đến chùa thì đặt pháp danh là ví dụ như là Thiện Hùng. Đó. Rồi đến đến khi nó xuất gia thì nó lại đặt pháp danh là Hạnh Hùng, ví dụ như vậy. Thì như vậy đó, một người thì họ có tới bốn cái tên, một cái là biệt danh, một cái tên cha mẹ đẻ ra, một cái là pháp danh lúc chưa xuất gia, một cái pháp danh lúc xuất gia. Thì bốn cái tên gọi đó đều chỉ cùng một người. Chứ không phải là bốn cái tên gọi đó là chỉ bốn con người khác nhau, không phải. Bốn tên gọi đó là chỉ cùng một người. Ừ. Cho nên á 37 phẩm trợ Bồ đề được chia ra làm 7 nhóm, thì 7 nhóm đó là 7 cách gọi khác nhau của cùng một cái con đường đưa đến giác ngộ. Nếu không tin thì quý vị cứ thực hành. Thì sự thực hành tứ niệm xứ cũng là sự thực hành tứ chánh cần. Thực hành tứ chánh cần cũng là thực hành tứ nhĩ túc. Thực hành tứ nhĩ túc cũng là thực hành thất giác chi. Thực hành thất giác chi cũng là thực hành bát chánh đạo. Cho nên tùy theo sở thích của mỗi người mà họ sẽ chọn một cái phương pháp thực hành khác nhau. Nhưng mà nó không có gọi là nó không khác nhau về mặt bản chất. Nó chỉ khác nhau về mặt tên gọi. Và nếu quý vị không tin á thì cứ thực hành đi, cứ thực hành đi rồi quý vị sẽ thấy là tại sao là nó không khác nhau.